ơi. Sướng sướng cuộc đời. Tiền 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 tiền. Tại sao cá lóc ơi, anh ghiền bấy lâu nay, hôm nay anh cũng giật giống em rồi. Quá đã quá đã. Ôi cả nhà ơi, quá trời đã luôn rồi. Đó mấy con cá gôi gôi ự bự mình gặp lại nha. Còn mấy em cá nhỏ nhỏ với mấy em ốm 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 á, em thả vô ao. Đang chạy xe ngang thì phát hiện con cá lóc. Con cá lóc nó táp trong cỏ. Táp trong cỏ. Táp trong cỏ thì thấy con ngồi thử coi táp không? Đó. Lụm các bạn ơi. Quá sướng quá sướng. Táp trong cỏ hả mày? Rồi mất tiêu rồi. Mất tiêu con chuột lắc mini rồi. Đây. Ôi cảnh này cảnh 18 cộng nữa các bạn. Máu. Ở qua đây đi, mình che cái vết. Ui cảnh à. Cá ú vậy luôn. Cá này xui là mình chạy xe ngang mình thấy nó táp trong bụi cỏ xui rồi vô vỏ. Trời còn con ngớp ngớp nữa. Còn nữa. Coi 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 cá bá luôn. Ôi giời con. Ôi. Ôi không ăn miếng phèn. Tóc cá bá luôn. Trời 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 trời. Ngốp. Ôi con con con. Tiêu không ngồi rồi. Hoài ơi. Sướng gì các bạn ơi. Để chờ cái mương nó xíu à. Cặp lộ mà cấp cá bá. Trời. Ừ, nè. Trời trời. Ơi cái mương. Mương này bình thường chảy ngang càng veo à. Bữa nay sao có nước vô. Trời trời cái đất nè. Sướng. Ôi ơi. Sướng gì đâu các bạn ơi. Tiêu con mồi luôn rồi. Nè. Tiêu chuột lắc con rồi. Trời 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 con giận nữa kìa. Nghe ổ cái gì vậy dữ vậy?
Ừ, cho con này vô cái mình chơi tiếp vào, chà bá quá đã. Cái tiêu ngồi luôn rồi. Trời trời, nè 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 các bạn. Ui ui, quá khứ, quá khứ. Trời trời, cái mương nó xíu bằng cá chà bá. Mương này bình thường nó mương phèn căng queo à, mương phèn mía. Ngồi mắt tiêu với con. Con ngồi luôn rồi. Sướng, à, sướng kìa trời. Ui ui, sướng quá các bạn ơi. Ôi ơi, đã quá, vô vỏ, vô vỏ. Ui ui, con mồi, chuột lắc. Hôm nay bắt con chuột lắc mini đi. Chuột lắc mini, hôm nay bắt chuột lắc mini đi. Thấy ngon rồi. Mới sáng sớm à, mới nửa tiếng ba con rồi. Đã, trời trời trời. Rồi sao cá nó tự tụ lại hả gì, còn con thở thở kìa trời. Ui còn nữa trời. Không lẽ hôm nay nó tụ đây là nó tiêm vaccine người Covid ta. Không lẽ nó tụ ở đây để tiêm vaccine người Covid trời. Rồi nó táp cái nuốt mồi còn bơ. Đóng cái cứ ngắt nặng tay hoàng câu đã gì chứ. Mày biết cá bự rồi. Sướng sướng cuộc đời. Chắc tập trung ở đây nó tiêm vaccine ngừa Covid nè. Nó tranh thủ ăn sáng cái. Tranh thủ ăn sáng cái rồi nó mới tiêm. Mà chưa chân đi đi rồi bắt lên nè. Trời ơi, lỗ này nó ngon. Cái lỗ này nó ngon nha. Điểm chút mém chút dính vào điện này. Cái lỗ này nó me ngon. Hồi nó cũng ra ăn à, thấy không các bạn? Quá sướng. tiếp tục chuột lắc mini lên hàng. Đó. Ui ui, quá phê. Ui cá lóc chà bá. Ui ơi, được một lụm. Gì da, quá đã. Đúng cái nặng tay bay lên bờ. Rồi mất tiêu con mồi nữa rồi, hình ảnh máu me nữa rồi. Đây anh em ơi, cú quỳ không thôi. Tiếp tục lên hàng, hôm nay sướng rồi. Thôi cho vô vỏ và tiếp tục thôi.
Ui, lụm. Sướng sướng cuộc đời. Tiếp tục lên hàng. Lên hàng đó. Chuột lắc mini. Ui, chuột lắc mini hôm nay làm quá rồi. Quá sướng cuộc đời. Đây đi, đi lấy cái vỏ vô. Quá đã, quá đã. Chuột lắc mini. Lụm. Ôi ôi lụm. Ơi ơi đang thấy, đang thấy chăng. Trời ơi. Sướng kìa. Thấy cái. Thấy đâu cái chốc luôn. Trời ơi. Hết có biết con cá này thiệt chứ. Kéo lên tới bờ. Dạ. Hết có biết tội cá quỳ. Ôi, sướng, sướng. Đã gì đâu. Hay không bằng hơn. Ở trong đây có nè. Hồi nãy lợi nó chạy. Nó chạy nó núp rồi. Trời ơi, bóc trời xuống cái tắp luôn. Quá đã các bạn ơi. Ngay ổ rồi. Ngay ổ rồi. Quá sướng, quá sướng. Thợ săn cá lóc ơi, anh ghiền bấy lâu nay, hôm nay anh cũng giật giống em rồi. Quá đã, quá đã. Ôi ú quỳ luôn. Ui cá này nó ăn mập quỳ. Cho gì vỏ. Mấy lần dính chạy lại bỏ vỏ, bỏ vỏ. Tại vì cái chỗ nào vị trí nào đang hên thôi để luôn các bạn ơi. Sách lại thủ sẵn. Sách lại thủ sẵn rồi đã mà cái khi nó không dính. Gì đó. Thà dính chạy đi kiếm vỏ vậy. Giống như hôm bữa đi. Hôm bữa đi trời ơi. Bày muối ớt. Muối ớt chanh bia bọng đầy đủ, câu không còn con, hai thằng câu không còn con nào chứ. Hôm nay sáng nay đi khơi khơi mà giật đã sướng tay luôn. Cái ca trên cam cam trên đầu nóng quá quay hết nổi luôn rồi. Nãy thì đứng đứng giật thấy mê quá mà. Bây giờ tới giờ quay cái nhờ cái anh cam man này anh đứng ảnh quay giùm. Đó. Hy vọng là ảnh đem sẽ đem lại may mắn cho mình nha. Rồi, quay kỹ kỹ nha. Dính cá không quay là về tôi trừ lương à.
giờ nữa. Lụng nữa tiếp tục các bạn ơi. Sướng sướng cuộc đời. Tiền 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 tiền. Hôm nay giật đá tay luôn trời. Trời ơi. Đá thiệt chứ. Cá lóc này lúc trước mình thả nè. Tại mình có móc á. Móc cái kẹp cái bóc nó lủng đây nè, lủng dưới hàm nè. Vì bây giờ nó bị lớn rồi, nó ăn nữa. Cấp trước nhỏ xíu à. Nói vậy thôi nha, chứ không biết nha. Hồi đó mình có thả thiệt mà không biết phải nói hay không thôi. Lụm lên hàng. Trời ơi, bầy lớn. Chuột lắc mini nghe các bạn. Bốn bình cân hết nha. Chút xíu à. Đó. Lụm hết. Đó. Bốn bình. Cân từ bú bình cho tính Hugo. Đó. Chuột lắc mini Hugo 2kg là cân bình thường hết. Đó. Rồi. Cho em về ao. Lụm. Ôi ơi, xuống. Hơi ấy à. Quá đã cả nhà ơi. Trời ơi, cá. Bấm vậy. Sướng nhà làm bụm liền coi. Đây cả nhà ơi. Hơi. Con này ở đây thiếu ăn sao mà ốm nha. Rồi. Để anh cho về ao anh nuôi lại cho mập nha. Ôi chỉ mưa tới nữa rồi. Đi quái tới rồi, mới quăng. Mới lên hàng đi quái tới nữa rồi. Thank you.
Hơi giờ ngồi đang đục mưa, đang đục mưa trong cái chòi 15 tỷ. Đây, đây cái chòi nữa. Mình chòi nhiều lắm. Cắt mỗi cái 15 tỷ, 15 tỷ để dài ăn kênh vậy á. Để dành trời mưa cái đầu đi vô một chú mưa. Trời nắng thì mệt thì vô nghỉ trưa. Đó. Đơn giản thôi. Tiền thì không có nhiều, bỏ ra 15 tỷ để dành cắt cái chòi đi dành đi câu cá chú mưa vậy đó. Sáng hồi sáng trời đẹp lắm, trời nắng đẹp lắm, cá nó dạng ăn lắm, lúc đó cá nó im lắm, ngồi mà trời mà kiểu mưa gió giông bão thì thôi, cá nó làm biến ăn lắm, con người ta cũng vậy, cũng làm biến ăn mà. Rồi bây giờ thì chờ đợi thôi, tắt cái màn hình này là đầu tư quăng tiếp. Ôi, mới về tới nhà, cả nhà ơi, trời nhẹp ở đâu rồi, như con chuột lột rồi, tốt nhẹp, đẹp em đào đi. Ướt nhẹp như cái con chuột lột rồi. Bây giờ xô hàng cho anh em xem rồi mình đi tắm luôn nha. Ướt quá trời rồi. Được mưa hoài thấy tại không tại mưa rồi. Ra cũng chạy về. Con quăng về đường. Trong muốn làm quá. Rồi sẵn chớn chạy về luôn chứ câu kéo gì nữa, không mưa này biết khi nào mới tạnh. Ôi cả nhà ơi, quá trời đã luôn rồi. Đó, mấy con cá gôi ự bự mình gặp lại nha. Rồi mấy em cá nhỏ nhỏ với mấy em mớm á, em thả chỗ nào. Đó, quá sướng cuộc đời. Rồi, bây giờ tắm rửa. Rồi mình lên mình làm clip cho các bạn xem. Tắm rửa mình gọng mấy con cá này, thả mấy con cá nhỏ, xong rồi lên mình làm clip cho các bạn xem nha. Rồi, chúc tất cả mọi người luôn có được những giây vui vẻ nha, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào. Bye bye, hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye.